Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Nguyễn Anh Tuấn đấy ạ. Trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ lại xin hướng dẫn tất cả các anh chị và các bạn cách thức mà chúng ta có thể lọc những bạn bè mà không tương tác trên Facebook. Trước đây thì tôi đã có một cái video về cái chủ đề này ở trên kênh YouTube của mình. Nhưng mà gần đây với sự ra đời của MKT Shop và đặc biệt là cái phần mềm MKT Profile cùng với sự update thêm nhiều tính năng mới của phần mềm Simple Facebook thì chúng ta đã có những cái cách thức mà để chúng ta có thể lọc được những bạn bè mà không tương tác trên Facebook một cách tốt hơn, chính xác hơn, đơn giản hơn và nhanh hơn ạ. Đó, rất nhiều cái hơn ạ. Vậy thì tại sao mà chúng ta phải lọc những bạn bè ở trên Facebook ạ? Phải lọc những cái bạn bè mà không tương tác trên Facebook? Bởi vì có hai lý do sau. Lý do thứ nhất, với những người bạn mà không còn tương tác với chúng ta trên Facebook nữa thì họ chỉ mang tính chất đó là con số thôi ạ. Họ chỉ là số lượng chứ không còn giá trị, không còn chất lượng với chúng ta nữa. Họ là sẽ như những con ma vật vờ ở trong cái list bạn bè của chúng ta. Có thể là chúng ta không thu hút được họ, hoặc là cũng có thể là trước đây chúng ta đã thu hút được họ nhưng bây giờ họ không còn quan tâm đến Facebook của chúng ta nữa. Lý do số 2 đó là số lượng bạn bè trên Facebook thì có hạn. Mỗi người, mỗi một cái Facebook cá nhân chỉ có thể tối đa kết bạn là 5.000 bạn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải loại bỏ bớt những cái người mà không tương tác với mình, những cái con ma vật vờ ở trong cái list danh sách bạn bè của chúng ta, để chúng ta có thể kết thêm nhiều bạn hơn, kết thêm nhiều bạn đúng cái đối tượng khách hàng tiềm năng của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta phải lên lọc bạn bè thường xuyên để gia tăng được cái tệp khách hàng tiềm năng. Đây cũng chính là một trong những cái cách mà để cho chúng ta gia tăng được doanh số. Một cái lời khuyên của tôi đó là trong cái list danh sách bạn bè của mình thì các bạn lên có khoảng 90% là khách hàng và 10% là bạn bè và người thân. Đây cũng chính là cái lý do mà rất nhiều người bán hàng online ạ, rất nhiều người bán hàng online trên Facebook đặt ra một câu hỏi là ban đầu thì bán được nhiều hàng nhưng càng về sau thì lại bán được ít hơn, đúng không ạ? Một trong những cái lý do đó là chúng ta ấy đã khai thác quá triệt để cái danh sách bạn bè của chúng ta rồi. Và do chúng ta up những bài bán hàng nhiều quá, bạn bè của chúng ta không thích và họ không muốn theo dõi cái Facebook của chúng ta nữa. Họ không còn muốn tương tác với chúng ta nữa. Và giả sử bạn có 5.000 bạn, trong đó có 4.500 con ma vật vờ, đó là những cái người mà không tương tác với chúng ta nữa. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể bán được hàng ạ? Đó, các anh chị và các bạn có thấy đúng không ạ? Nếu mà trong danh sách bạn bè của chúng ta có quá nhiều con ma vật vờ, có quá nhiều người không tương tác với bài viết của chúng ta, vậy thì làm sao mà chúng ta có thể gia tăng doanh số? Làm sao mà chúng ta có thể bán được hàng được ạ? Chính vì vậy mà chúng ta cần phải lọc bạn bè, những cái người mà không tương tác với chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị. Đó là chúng ta cần phải cài đặt cái công cụ MKT Profile hoặc là phần mềm Simple Facebook, đúng không ạ? Đây ạ, các bạn có thể lên trang mktshop.vn tải cái bản dùng thử MKT Profile về ạ. Đây, chúng ta sẽ tải về và sau đó chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Đây ạ, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt ạ. Chọn nick. Đây, những cái phần mềm này chúng ta có thể tải về để dùng thử và để lọc bạn bè ạ. Đây ạ, đây chính là hai phần mềm đấy ạ. Simple Facebook và MKT Profile mà tôi đã cài đặt sẵn ở trên máy tính. Chúng ta có thể sử dụng một trong hai phần mềm này ạ. Đó.
Tiếp theo là chúng ta phải sử dụng công cụ chia file. Đây ạ, đây chính là công cụ chia file đấy ạ. Simple Splitter. Đây, hiện tại thì tôi đã có một cái video hướng dẫn và đường link tải cái phần mềm này về ạ. Các anh chị có thể truy cập cái đường link này hoặc là truy cập vào YouTube của tôi. Đây, kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn, vào danh sách phát này, truy cập vào phần mềm ATP Software. Sau đó chúng ta kích vào hướng dẫn chia nhỏ tệp UID. Đây ạ. Đây chính là đường link ở tải phần mềm và cách thức sử dụng cái phần mềm Simple Splitter. Ở đây ạ, các anh chị có thể tham khảo. Đó. Tiếp theo này, có một số cái lưu ý. Đó là các công cụ trên ạ, MKT Profile và Simple Facebook đều có bản miễn phí. Và các bạn có thể tải về dùng thử để chúng ta có thể lọc được bạn bè trên Facebook của mình ạ. Và các bạn nên tắt cái, những cái phần mềm diệt virus của mình, tắt Firewall, tắt Windows Defender, vân vân, để chúng ta có thể cài đặt được phần mềm một cách dễ dàng. Sau đó chúng ta lại có thể bật lên. Và bên cạnh cái việc lọc bạn bè không tương tác ra, thì MKT Profile và Simple Facebook còn có thể giúp chúng ta rất nhiều những cái lợi ích khác, mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích khác. Các anh, các chị và các bạn có thể xem hướng dẫn tại cái đường link này, hoặc là có thể truy cập vào kênh YouTube của tôi. Đây, chính cái danh sách phát đó là phần mềm ATP Software. Các anh, các chị và các bạn xem video hướng dẫn sử dụng phần mềm ATP Simple UID và Simple Facebook. Đây ạ. Đó, đó là những cái điều mà chúng ta cần chuẩn bị. Tiếp theo là chúng ta phải biết cách đăng nhập vào phần mềm ạ. Chúng ta phải biết cách đăng nhập vào phần mềm như thế nào. Thì chúng ta phải đăng nhập bằng token. Tôi khuyên các bạn lên đăng nhập bằng token nhé. Các anh chị và các bạn hãy truy cập vào đường link token.atpsoftware.vn. Đây. Và chúng ta cài cái phần mềm này vào. Tôi đã cài phần mềm này vào rồi. Hoặc là anh chị với MKT Profile thì các anh chị hãy cài token .mkt shop.vn. Đây ạ, tôi cũng đã cài cả token của MKT shop.vn rồi ạ. Đây ạ. token.mktshop.vn. Đây ạ. Và cách thức lấy token như thế nào thì các anh, các chị và các bạn cũng có thể xem tại cái danh sách phát phần mềm ATP Software tại video hướng dẫn lấy token đấy ạ. Hướng dẫn lấy token để đăng nhập vào phần mềm Simple UID và Simple Facebook. Ở đây là tôi cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi ạ. Và đến bây giờ này thì chúng ta sẽ đăng nhập vào phần mềm ạ. Tôi sẽ sử dụng phần mềm Simple Facebook. Tại đây thì có tài khoản Facebook và mật khẩu. Chúng ta có thể điền tài khoản Facebook và mật khẩu của chúng ta tại đây. Nhưng mà tôi có lời khuyên là chúng ta lên đăng nhập bằng token. Chúng ta nhấn vào đây. Đăng nhập bằng token. Đúng không ạ? Đây. Để làm sao mà chúng ta có thể đăng nhập bằng token được ạ? Thì chúng ta hãy vào Facebook của mình, chúng ta hãy đăng nhập vào tài khoản Facebook của chúng ta. Sau đó chúng ta kích vào token. Đây, đây chính là token của ATP. Chúng ta lấy dòng số 2 nhé, chúng ta chọn dòng số 2 này. Chúng ta copy. Sau đó chúng ta paste vào đây. Ok, đúng không ạ? Vậy là tôi đã đăng nhập được bằng token vào phần mềm Simple Facebook. Tôi chọn cái tài khoản Facebook Tuấn Nguyễn này của tôi. Tôi nhấn vào sử dụng tài khoản. Đó, đây là cái giao diện của Simple Facebook. Các anh chị và các bạn cũng có thể tham khảo cái cách thức mà sử dụng phần mềm Simple Facebook tại video hướng dẫn sử dụng phần mềm ATP Simple UID Simple Facebook mới nhất của tôi. Tại cái video này
thì tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều cái tính năng và lợi ích của cái phần mềm Simple Facebook. Đây là một cái phần mềm rất là tuyệt vời. Đây thực sự là một cái phần mềm rất là tuyệt vời, giúp chúng ta có thể bán hàng trên Facebook cá nhân một cách dễ dàng và phát triển thương hiệu cá nhân của chúng ta trên Facebook một cách hiệu quả hơn. Đây. Vậy thì sau khi chúng ta đã đăng nhập rồi thì chúng ta sẽ hành động như thế nào? Chúng ta sẽ trải qua những cái bước như thế nào ạ? Đầu tiên bước 1. Đây. Chúng ta chọn lọc tương tác. Lọc tương tác trên profile. Đây chính là giao diện đấy ạ. Chúng ta chọn lọc tương tác ở đây. Đây là cái tính năng mới của Simple Facebook, cũng như là tính năng trong MKT Profile. Chúng ta chọn lọc tương tác Profile. Bước 2, tại phần lọc tương tác, tại đây thì chúng ta sẽ lọc những cái người mà tương tác với chúng ta trong vòng 30 ngày, 60 ngày hoặc là 90 ngày, đúng không ạ? Tại đây thì tôi sẽ giả sử là tôi sẽ chọn 30 ngày. Tiếp theo, chúng ta sau khi chúng ta đã chọn được thời gian rồi, chúng ta sẽ nhấn vào quét. Chúng ta sẽ nhấn vào bắt đầu để quét. Và chúng ta sẽ chờ đợi. Tùy vào cái số lượng bài viết của chúng ta và tùy vào cái thời gian mà chúng ta quét thì phần mềm Simple Facebook hoặc là MKT Profile sẽ quét khoảng độ 10 đến 15 phút. Phần mềm MKT Profile sẽ giúp cho chúng ta quét được khách hàng mục tiêu này, kết bạn tự động, quản lý profile, gửi tin nhắn tự động, tạo tương tác với bạn bè, tính năng nâng cao. Vậy là phần mềm của chúng ta đã quét xong rồi ạ. Đây, các anh chị và các bạn có thể thấy không ạ? Đây là những cái người mà đã tương tác với chúng ta, like, comment, share này, đúng không ạ? Sau đó, sau khi mà cái phần mềm đã lọc được những người tương tác với chúng ta rồi, chúng ta sẽ nhấn vào bạn bè không tương tác. Chúng ta sẽ chọn cái mục là bạn bè không tương tác. Đây. Phần mềm đã lọc ra những cái người bạn mà không tương tác với chúng ta, không tương tác với những bài viết của chúng ta trong vòng 30 ngày. Phần mềm đã lọc ra được 2.898 người. Vậy thì sau khi mà Simple Facebook đã giúp cho chúng ta lọc được những cái người mà không tương tác với những bài viết của chúng ta trong vòng 30 ngày, thì chúng ta lại tiếp tục lọc nâng cao. Chúng ta tắt cái này đi. Chúng ta tắt cái lọc tương tác đi. Chúng ta tiếp tục lọc nâng cao. Đây, chúng ta sẽ lọc những cái người, danh sách những cái bạn bè mà inbox với chúng ta này. Trong cái danh sách bạn bè của chúng ta sẽ có những cái người mà không comment, không like cho chúng ta, nhưng họ là vẫn inbox cho chúng ta, đúng không ạ? Họ vẫn tương tác cho chúng ta bằng inbox. Thì chúng ta cần phải xóa những cái người đó đi. Đó. Chúng ta vào phần cá nhân này. Chúng ta kích vào phần lọc xóa danh sách bạn bè đã inbox này. Chúng ta kích vào đây. Đó. Đã xóa 1.274 người dùng thuộc danh sách inbox. 2.287 bạn bè. Vậy là chúng ta còn 1.624 người dùng, đúng không ạ? Tiếp theo là trong danh sách bạn bè của chúng ta có những cái người mà rất là chất lượng, có những người như là bạn thân của chúng ta này, những người trong gia đình này, những người học cùng trường của chúng ta mà chúng ta không muốn xóa bạn bè đi, họ là những người rất là chất lượng. Thì chúng ta tiếp tục vào phần cá nhân này. Chúng ta lọc danh sách, lọc xóa UID trong danh sách bạn bè. Chúng ta sẽ chọn những list bạn bè, ví dụ như là danh sách bạn thân này, good friend, đúng không ạ? Chúng ta chọn này. Đúng không ạ? Đã xóa được 820 người dùng. Tiếp này, chúng ta có thể chọn family này. Chúng ta chọn close friends. Đó, chúng ta phải lọc tìm những cái bạn bè đó, họ hàng chẳng hạn. Vâng, vậy là sau khi mà chúng ta
đã lọc ra được những cái người mà danh sách bạn bè inbox này, và lọc ra những cái bạn bè là bạn good friend này, bạn thân này, họ hàng và những người trong gia đình của chúng ta này, thì cái tài khoản Tuấn Nguyễn này của tôi quét là còn kết quả là 802 người dùng là không tương tác. Và chúng ta cần phải lọc ra, chúng ta cần phải hủy kết bạn với 802 người dùng này. Thì tôi có thể nhấn vào nút hủy kết bạn tại đây để hủy kết bạn với 802 người này. Nhưng tôi có một lời khuyên là chúng ta không nên hủy quá nhiều bạn trong một lúc. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất đó là số lượng bạn bè của chúng ta nên giữ ở một cái số lượng nhất định. Giả sử là tôi đang có 4.000 mà tôi xóa đi 802 hoặc là 1.000 người, thì tự nhiên con số bạn bè nó rất là thấp. Tiếp theo đó là khi mà trong cùng một lúc mà chúng ta hủy kết bạn với quá nhiều người thì Facebook sẽ đặt ra dấu hỏi nghi ngờ và sẽ dẫn đến checkpoint, có thể checkpoint tài khoản của chúng ta. Đúng không ạ? Vậy thì tôi có lời khuyên là chúng ta không nên hủy kết bạn một số lượng lớn trong một lúc, và chúng ta nên chia nhỏ cái tệp bạn bè không tương tác đó ra. Giả sử tôi sẽ lưu lại cái tệp này, tôi sẽ nhấn vào File, chọn lưu UID. Tôi sẽ lưu cái file này tên là con ma vật vờ đấy ạ, con ma nhá, dạng TXT, tôi lưu ở desktop, đúng không ạ? Tôi sẽ lưu lại thành một cái file, sau đó tôi sẽ chia nhỏ cái file đó ra. Nếu mà cái file của tôi lên tới hàng nghìn UID thì tôi sẽ chia nhỏ ra mỗi file khoảng độ 500 UID, đúng không ạ? Ở đây tôi sẽ chia cái file của tôi ra thành mỗi file khoảng độ 300, chia nhỏ ra, bởi vì tôi chỉ có hơn 800 thôi. Tôi sẽ hủy dần dần, tôi sẽ hủy kết bạn dần dần. Tôi sẽ sử dụng cái phần mềm đó là Simple Splitter để chia nhỏ file. Đấy, tôi đã có cái video hướng dẫn rồi ạ. Đó, chúng ta nhấn là chọn file này. Chúng ta chọn file con ma nhé. Thư mục chứa này, tôi chọn desktop. Tạo một thư mục, tôi lưu là con ma. Tôi nhấn OK. Mỗi file của tôi sẽ chứa 300 UID. Chia file, đúng không ạ? Thế là chia xong rồi. Thế là chúng ta đã có 3 file, đúng không ạ? Con ma 001, con ma 002, 003. Vậy thì tiếp theo, sau khi mà chúng ta chia file ra, chúng ta chia nhỏ file ra, thì chúng ta sẽ hủy kết bạn từng file một, đúng không ạ? Tôi sẽ vào phần mềm Simple Facebook, tôi nhấn vào xóa danh sách này, tôi mở UID ra, tôi chọn đến file con ma, tôi chọn con ma 01 này, 300, đúng không ạ? Sau đó tôi sẽ nhấn hủy bạn. Và cái việc mà chúng ta hủy bạn thì chúng ta phải kết hợp với việc là chúng ta phải kết thêm bạn mới. Chúng ta phải tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chúng ta phải kết bạn với họ. Thì trên kênh YouTube của tôi đã có một cái video hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết cái cách thức mà chúng ta có thể tìm kiếm và kết bạn với tệp khách hàng tiềm năng của chúng ta. Đây, các anh chị và các bạn có thể vào kênh Nguyễn Anh Tuấn này, tìm đến cái video, đó là cái video mang tên là hướng dẫn kết bạn trên Facebook full 5.000 bạn khách hàng tiềm năng hiệu quả. Tôi sẽ để cái đường link video này ở phía dưới phần mô tả. Đó, thì tôi đã có cái video hướng dẫn rồi. Sau khi chúng ta kết thêm bạn thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta hủy tiếp, hủy bạn ở trong cái tệp mà số 2. Và dần dần chúng ta sẽ lặp đi lặp lại bước 7 và bước 8, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vừa hủy bạn này và chúng ta sẽ vừa kết thêm bạn, đúng không ạ? Kết thêm bạn khách hàng là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Chúng ta sẽ liên tục hủy những người không tương tác và liên tục kết thêm những người bạn là khách hàng tiềm năng của chúng ta, luôn bổ sung những bạn bè chất lượng, khách hàng tiềm năng của mình. Đó là cách mà tôi vừa chia sẻ và hướng dẫn tất cả các anh chị và các bạn, cách thức mà chúng ta có thể lọc được những cái bạn bè không tương tác ở trên tài khoản Facebook cá nhân. Vậy thì cái phần mềm Simple Facebook, cái phần mềm Simple Facebook này không chỉ là giúp chúng ta lọc được tương tác đâu ạ, mà nó có rất nhiều cái tính năng rất là hay. Và một trong những cái tính năng rất là hay nữa của nó mà tôi rất muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái tính năng mà mời bạn bè xem live stream. Rất là hay, đúng không ạ? Mời bạn bè xem live stream. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta, khi mà chúng ta mở cái phần mềm Simple Facebook lên, chúng ta sẽ kích cái chuột phải
vào bên cái ô hiển thị này. Chúng ta chọn lấy danh sách bạn bè online. Đúng không ạ? Sau đó đây, phần mềm sẽ hiển thị cho chúng ta tất cả danh sách những bạn bè đang online. Sau đó chúng ta lại kích chuột phải, mời bạn bè xem live stream. Đây ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ dán cái đường link live stream của chúng ta, dán cái đường link mà chúng ta đang live stream trên Facebook, và chúng ta nhấn bắt đầu. Đúng không ạ? Rất là đơn giản. Đúng không ạ? Đây là cái tính năng mời xem live stream rất là hay. Vậy thì bên cạnh cái tính năng đó là gửi cái tin nhắn hàng loạt cho một cái tệp UID nào đó, thì Simple Facebook còn có thể giúp chúng ta nhắn tin cho những ai mà đã nhắn tin cho fanpage của chúng ta. Đây là một cái tính năng mới khá hay của Simple Facebook. Chúng ta có thể vào phần cá nhân này, lấy danh sách nhắn tin với fanpage và lựa chọn một trong những cái fanpage của chúng ta. Đây, chúng ta kích vào lấy tin nhắn này. Đây là tất cả những cái người danh sách mà nhắn tin theo fanpage của chúng ta, và chúng ta có thể kích vào gửi tin nhắn, chọn nội dung tin nhắn và gửi hàng loạt cho họ. Đúng không ạ? Cái phần mềm này thực sự rất là hay. Không chỉ giúp chúng ta lọc được bạn bè không tương tác trên Facebook, mà phần mềm Simple Facebook và MKT Profile còn mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích khác. Đặc biệt là tôi thấy có 4 cái tính năng và lợi ích rất hay mà tôi thích nhất. Đó là tìm kiếm và kết bạn đúng đối tượng một cách tự động với một số lượng lớn. Thứ hai đó là lọc bạn bè không tương tác, làm chất cái danh sách bạn bè trên profile cá nhân của chúng ta. Tiếp theo đó là gia tăng tỷ lệ người xem live stream bằng cách mời bạn bè xem live stream. Và thứ tư đó chính là gửi cái tin nhắn hàng loạt theo profile cá nhân, theo một tệp UID hoặc là theo những cái người mà nhắn tin cho fanpage của chúng ta. Đây là hai cái phần mềm rất là tuyệt vời. Vậy thì nếu các bạn muốn sở hữu cho mình một cái phần mềm MKT Profile hay là Simple Facebook thì có thể liên hệ với tôi qua inbox Facebook Tuấn Nguyễn, Facebook Tuấn Nguyễn VTG, hoặc là liên hệ với tôi qua số điện thoại 0962278997 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất. Với cái việc mà các bạn mua cái phần mềm mà MKT Profile và Simple Facebook qua tôi ấy, thì các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ tôi về chiến lược này, về những chiến thuật sử dụng công cụ như thế nào. Bên cạnh đó thì các anh, các chị và các bạn vẫn có sự hỗ trợ từ công ty, hỗ trợ về kỹ thuật từ công ty. Hơn thế nữa là các anh chị sẽ được những ưu đãi về giá. Các anh, các chị và các bạn hãy nhớ là khi mà mua qua tôi thì các anh chị vừa được hỗ trợ từ tôi về chiến lược và chiến thuật, mà anh chị, các anh chị và các bạn vẫn được hỗ trợ từ công ty nhé. Cái hay nhất, đặc biệt nhất đó là được tôi hỗ trợ và tư vấn trực tiếp về chiến lược, cách thức mà chúng ta sử dụng phần mềm như thế nào cho hiệu quả. Vậy thì trong cái thời điểm hiện tại thì cái phần mềm mà Simple Facebook cũng như phần mềm MKT Profile có 3 gói, gói 6 tháng, có giá là 1 triệu đồng. Gói 1 năm là 1.500.000. Và gói dài hạn vĩnh viễn là 2.500.000 đồng. Đây là cái giá niêm yết trên website mà các bạn sẽ mua từ công ty. Với các anh chị và các bạn xem video này và mua phần mềm qua tôi thì sẽ được ưu đãi 10% với các sản phẩm MKT Shop và ATP Software nói chung, và phần mềm MKT Profile và Simple Facebook nói riêng. Đó, các anh chị và các bạn có thể mua qua tôi để được những cái ưu đãi, những cái hỗ trợ tốt nhất. Vừa rồi là tôi đã chia sẻ và hướng dẫn tất cả các anh, các chị và các bạn cách thức làm sao chúng ta có thể lọc được những cái bạn bè mà không tương tác trên Facebook, để chúng ta có thể có một danh sách bạn bè chất lượng nhất và có thể gia tăng được cái doanh số của mình. Chúc anh chị và các bạn có thể thực hành lọc được bạn bè không tương tác một cách thành công và dễ dàng. Đúng không ạ? Và các anh chị và các bạn có thể đăng ký nhận email hỗ trợ từ tôi qua cái đường link đó là hỗ trợ.tuấnvtg.com, hoặc là tham gia cái nhóm hỗ trợ trên Facebook của tôi. Đây ạ, cái nhóm group Nguyễn Anh Tuấn hỗ trợ. Các anh chị đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ tôi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.